Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận cái token Bigeon NFT và 200 cây đồng token X22. Rồi để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả thì sau đó làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu Glamio. Rồi sau đó thì mọi người sẽ đăng nhập vào cái Glamio này và thực hiện các nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là join vào Discord. Rồi bấm chấp nhận lời mời. Ok, sau đó thì mọi người sẽ quay trở lại này. Bấm tiếp tục. Rồi tiếp theo là theo dõi Twitter này. Quay trở lại tiếp tục theo dõi Twitter tiếp. Ok, quay trở lại tiếp tục. Rồi retweet lại cái bài đăng của nó. Rồi chọn like, quay trở lại. Retweet một lần nữa. Ok, quay trở lại. Tiếp tục. Rồi sau đó đăng cái tweet này lên. Ok. Tiếp tục. Rồi, theo dõi Telegram và lấy user của Telegram. Mọi người chọn theo dõi này. Rồi bấm vào ảnh đại diện ở dưới đáy màn hình này. User của Telegram đấy nhé. Mọi người nhập vào. Rồi tiếp theo mọi người sẽ vào Discord này, bấm tiếp tục này, rồi truy cập trang web của nó này. Ok, quay trở lại, bấm tiếp tục, rồi đăng ký nhận bản tin này. Tiếp theo là tạo một cái bài đăng ở trên Twitter nhé. Thì mọi người sẽ vào cái Twitter của nó này. Xem là yêu cầu của nó là gì. Tạo một bài đăng và cho mọi người biết rằng Larry có hồ sơ trên Twitter. Rồi ok, thì mọi người sẽ vào cái Twitter của Larry nhé. Đây à. Mọi người có thể sao chép. Tải cái ảnh này về hoặc là tải bất kỳ một cái ảnh nào nhé. Trước tiên tải một cái ảnh này. Ok. Rồi sau đó thì mọi người sẽ xem nào. Mọi người sao chép luôn cái bài này cho mình. Ok. Nó quay trở lại nhé. Rồi mọi người sẽ đăng cái tweet lên, dán nó lên này. Ở đây thì mọi người sẽ phải chụp một cái ảnh nhé. À, sẽ gửi cái ảnh vừa tải về lên. Rồi đăng tweet. Ok, sau đó bấm vào nút xem này và sao chép cái địa chỉ liên kết này.
Rồi quay trở lại. Rồi mọi người sẽ dán cái link vào đây. Ok, bấm tiếp tục. Rồi tiếp theo là sẽ nhập địa chỉ ví RC20 nhé. Mọi người có thể lấy địa chỉ ví ETH ở trên trước hoặc ví MetaMask đều được. Ok, sao chép địa chỉ ví này. Rồi, thì cuối cùng nó sẽ xuất hiện một cái đường link để mọi người đi chia sẻ nhé, để nhận thêm những cái cơ hội chiến thắng. À, tiện đây thì mình cũng nói luôn là cái token HOPE sáng nay nó đã trả về ví nhé. Mọi người kiểm tra ví Matic Polygon để nhận cái token đấy nhé. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong cái dự án. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.